떠난 자리 남긴 노랫말이 내 머리를 또 계속 맴돌았어. 기다리고 있어 오지 않을 너를 주저앉아 있어 오지 않는 너. 혼자긴 시간을 계속 돌아서 떠날. Hello, hello, sẽ đã quay trở lại cùng video Squad và review song mới rồi đây. Trong video ngày hôm nay thì chị em hãy cùng xem mổ xẻ dòng song Innisfree Vivid Autumn nhé. Đây là dòng song teen cho finish bóng được Innisfree tung ra từ cuối năm ngoái. Rồi đến bây giờ thì Sa thấy store ở Việt Nam vẫn chưa có hàng và cũng không có lịch sẽ về hàng. Thế nên là Sa nóng ruột quá mua hàng xách tay về thử luôn. Innisfree có đặc trưng là không bao giờ có hộp song cả mọi người, chỉ có tem nhựa bọc seal để chắc chắn là chưa có ai mở ra. Dòng Vivid Autumn này có thiết kế dạng ống tròn thon mảnh, có nắp đen, bên trong có một ấm son đậm màu, được bọc thêm một loại nhựa bên ngoài với màu trong có thể nhìn xuyên thấu. Các vả son thì sẽ được đồng bộ màu theo màu son bên trong. Có hai điểm sao không thích ở thiết kế này, một là phần tem dán khi tháo ra thì dính keo lem nhem, thứ hai là kết cấu bao bì khá là lỏng lẻo, phần ống nhựa bên ngoài hay bị bung ra, trông bị dởm dởm buồn ghê. Mút cỏ son em này là mút dẹp phẳng hai mặt, có độ nghiêng nhẹ và đỉnh nhọn. Cái độ nghiêng của mút thì sao thấy tùy thỏi, có thỏi thì gần như là thẳng chứ không có nghiêng. Bản màu Innisfree Vivid Autumn thì gồm 10 màu. Sa mua được 9 màu nhưng mà tự lượng sức mình không thể nào swatch hết, cho nên là Sa đã chọn ra 5 màu đẹp nhất để swatch và review cho chị em mình liền nè. Cùng bắt đầu với 04 Cinnamon Cherry nhé. Đây là hỗn hợp đỏ cùng chút cam, chút ben nâu với độ trầm nhẹ thuộc về tông ấm. Màu này dùng lồng môi thì sẽ cho kiểu MLBB xinh lắm. Màu son không kén tông da nhưng mà sẽ hơi làm xịn men răng nhẹ. Với son bóng thì nếu mà đánh đậm ra phun môi, Sa sẽ luôn khuyên chị em mình nên make up đi kem. Kết cấu Vivid Autumn ở dạng gel set khá là đặc và đậm màu, son có độ sánh dẻo dẻo, độ lên màu rất là tốt. Vì son đặc cho nên khi apply lên môi thì sẽ thấy có phần hơi nặng môi hơn những bản tint bóng đang hot gần đây như là Romance Lust Tint hay là Bia Lucky Shine Tint. 05 Brown Cherry là màu son sẽ thấy được lòng trẻ mình nhất trong dòng son này. Sa cũng đánh chắc đây là màu son bán chạy nhất tại Việt Nam. Hỗn hợp đỏ nâu cam với hinh vàng tạo ra sắc đỏ cháy đẹp mê ly, không có gì để chê. Màu son này thì dễ dùng, không kén tông da cũng không làm xịn men răng đâu. Sa thích màu này nhất cả dòng son luôn đó. Tuy chiếc son hơi nặng môi hơn bởi vì lớp dưỡng của son có phần hơi nặng đô. Bạn nào mà có môi khô thì Sa nghĩ dùng em này sẽ thích. Tuy vậy là lớp bóng son sẽ không bết, khi bọng môi thì cũng sẽ không thấy dính dính đâu. Thường thì tint sau khi dùng sẽ làm khô môi và tróc vảy chết nhiều hơn các dòng son khác, nhưng mà em này sau khi dùng thì Sa thấy môi mình cũng không quá là khô, nhẹ như là dùng son sáp thôi. Độ dưỡng của son thì bám cũng khá là bền, nếu chị em mình không đánh son quá mỏng thì có thể cảm nhận độ dưỡng của son vẫn còn rất là rõ ràng trên môi sau 3 đến 4 tiếng dùng. 07 Dry Orange là sắc kem tươi rõ, nhưng mà khi lên môi son tiệp vào thì sẽ hiện lên ánh hồng, chuyển màu sang tông đào ấm neon. Màu son này thì Sa chỉ khuyên dùng cho các chị em có da trắng và răng trắng thôi. Không hiểu sao mà Sa thấy ảnh swatch của hãng cho dòng son này bị lệch màu khá là nhiều. Trải nghiệm thực tế thì Sa thấy màu son khác hơn ảnh swatch nhiều lắm. Đặc biệt màu 7, màu 9, màu 10 là chẳng giống gì hãng swatch luôn. Bản son này thì có mùi siro trái cây thoang thoảng, không quá nồng. Tuy nhiên nếu mà chị em mình ngại mùi son hương liệu thì nên cân nhắc nha. Lỡ nếm thử son thì Sa thấy em này cũng có vị ngọt ngọt nữa. 09 Bloody Chocolate Red là màu son khác biệt nhất so với ảnh swatch của hãng. Sắc nâu đỏ siêu đẹp mà hãng quảng bá đã trở thành tông đỏ hồng với rất là ít nâu. Màu son hiện ánh hồng nhiều quá cho nên trông hơi thường. Màu này không kén tông da, không làm xịn men răng. Vì trong son có nhiều dưỡng mà phần stain màu lại không quá đậm, cho nên thành ra độ bám của em này thì có phần thua thiệt hơn mặt bằng những dòng son tint khác. Sinh hoạt tầm từ 3 đến 4 tiếng thì son sẽ trôi lớp màu gốc để lại stain. Phần stain son thì chỉ mờ mờ chứ không rõ đậm quá. Cận cảnh màu stain thì Sa sẽ để ở cuối video. Stain này thì tùy màu sẽ bám được thêm tầm từ 2 đến 3 tiếng nữa. Độ bám trên là lúc Sa dùng phun môi rõ đậm. Nếu mà chị em mình đánh nhẹ nhàng thì độ bám của son sẽ giảm hơn nữa nha. Sắc son số 10 với cái tên Cold Purple Cherry là sự hòa trộn hồng tím đỏ trầm mặc ngả về tông lạnh. Màu này đánh phun môi còn xinh chứ nhạt nhạt thì không khác gì stain hồng neon cả. Màu son chỉ hợp cho các bạn có da từ trung bình đến sáng, undertone từ neutral đến lạnh. Màu son cũng sẽ làm xỉn vàng men răng khá là rõ. Với giá tầm 130.000 cho một thỏi son 4g thì Innisfree Vivid Autumn rất là dễ mua, chị em mình thích là nhích được. Tổng quan Sa thấy đây sẽ là một chiếc tint bóng nhiều dưỡng nặng môi cho chị em môi khô hoặc là môi nhạy cảm. Sa khá là buồn về sự lệch màu và packaging son, sở hữu gần đủ bảng màu, 9 thỏi nhưng mà Sa chỉ làm video 5 màu mà mình ưng nhất và thích
và hay dùng nhất thì Sa chỉ chấm được hai màu là 04 và 05. Đây cũng là hai màu mà Sa sẽ recommend cho chị em mình nhất. Trên thang điểm 10 thì Innisfree Vivid Autumn Sa xin chào 7.5. Video ngày hôm nay thì đến đây cũng đã hết rồi. Sa cảm ơn chị em mình thiệt nhiều đã xem hết video. Đừng quên nhấn nút like và subscribe channel của Vitin Yaway nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye, bye bye.